thôi mày uống đi thôi. Thì em uống là anh uống luôn, anh em uống nha. Uống miếng anh nha. Trời ơi mày đủ má mày đưa cho nhỏ là người ta uống kìa, kêu đi chỗ khác đi, được bơi nước thôi. Ý là em mời anh uống với em một miếng nước phải không? Thôi mời nước đây đủ, có gì mà tập dục chứ mưa với luôn thì đâu uống. Rồi nhưng mà anh uống này với em cái là tấm lòng với em chứ em đâu có nói gì với anh đâu mà. Cái này bây giờ tao mà không uống rồi mày cho. Uống với em miếng tấm lòng với em. Cái này là em tấm lòng gì tấm lòng với mày nào? Hả? Anh em mình uống với em miếng nước với anh có gì đâu. Nước uống rồi, uống nó tái ra chưa nè. À, không uống. Chơi thì uống đi. Thôi. Chứ cái đầu tao không có chịu rồi uống cho nó cũng chảy ra chứ. À, đừng uống. Mày mày tao nói với mày không có uống. Uống đây rồi giờ uống thì uống miếng đi anh. Uống. Uống nè. Uống với em miếng đi vui. Đây đây đây. Em đổ mày. Uống cái này nó mới uống nè. Đó. Uống này với em miếng đi cho vui. Thiệt mà. Mày đủ má tao mày trên nước đủ mẹ đây mên mông. Muốn uống giờ uống giờ tao không uống rồi ba cái này đủ mà kích đáy hồi lại kìa vô. Uống nha. Nè. Uống đi nè. Cái con nhỏ này đụng má đập bể đầu mà chết mẹ mày mày đụng má mày đụng vậy này mày chữ rồi đó chữ cho mày luôn đó đụng quá bít bể đầu luôn đó thôi sao chữ con mày là con cặc cho chữ mày con cháu chú cháu đá bể đầu mày mà dám cháu bao cháu buộc chú tao tính cháu hơn thằng cháu gì dạ con bít bể đầu mày luôn chứ cháu hả con này là con nào chứ sao ông mày nó đánh mày bể đầu rồi cho biết ông động cả bạn con đó chú con đó Thảo ơi có bà tù á đủ má này tao cái này mày bóp không chơi luôn đi quay lại cái này mà ấy liền thôi đi anh đủ má mà chỗ này quay đi mẹ mà quay mà bộ đây này ông anh đừng có buồn chút miếng anh em đụng má mà đụng bánh bể đầu còn chết mẹ mày không phải dân chơi mày mày thôi anh đừng nóng chỗ này chưa hẹn với mày gì chơi mà đụng quá mày thôi anh đừng nóng anh em ấy anh nóng tao đụng phá hoại mày chỗ nào mà lại chỗ này mà kiếm gì tao thôi anh ví dụ ta tao phá hoại mày chỗ nào chứ mày chỗ nào tao qua tao phá hoại đừng nói mày nào mà lại chỉ cái gì tao em đâu có nói anh phá hoại đâu không biết gì không có phải bị chú khác nữa em với anh phải ngồi chuyện ngồi chơi nè nói chuyện gì tao với mày có chuyện đâu rồi để mình nói có anh em mình vẫn lâu ngày rồi chứ giờ em mày muốn nói chuyện mà nói chuyện với chỗ lỡ quét là vậy rồi mày dẫn nó đi chỗ khác nơi này nói khô queo không có nước rồi vậy đó lại nói chuyện cho đi chứ em với anh lâu rồi giờ em về đây anh em mình tâm sự nói chuyện rồi này cái nọ trước khi xưa anh hướng dẫn em làm ăn rồi này cái nọ còn gian dở anh chưa giúp đỡ em nữa giờ anh nói vậy bỏ em à bỏ gì tao đụng qua có cái hãng nào mà chưa chấp thôi làm ăn vô mà tao bỏ mày chuyện cái nghề bánh mì ra đi chú Thảo bánh mì máu gì đụng má mày tao hình ảnh tao một bánh mì đâu bộ bao đồ bao rồi bánh mì bây giờ chú còn nhớ không nhớ nhéo gì đụng má hứa hẹn với mày là hồi nhớ dạ dạy lại cho chú thiền rồi cái nghề bán kiển của anh nó chi kiển là tao kiển là nào kiển mà nghĩ mà ăn đá bể đồng mày bán mua gì bán mua với mày nào đồng nghìn đồng cái gì sao này anh chữ nữa nè ừ ghét phụ nữ không chịu phụ nữ hả chú không đủ ngoại mê đê hỏi đi ra hỏi tổng đó bị bệnh chứ người không có tổng đó người táo ra không giết ai không giết dạ kia gì đó gì hả rồi ok nào bà chồng giờ đây kiếm ăn cho muốn kiếm chê gắm làm gì chết nhiều làm gì đóng tư người cũ điên trộm ôi nhiều đừng tẩm chuối đó nhậu bê tha đó đủ má đắt mà đắt có nước gì có ai mà căng mà ai bán này bán nợ mà hỏi ai tại ai là ai gia chồng á là mày đi chăn trâu quên phải suốt rồi mà bà Hảo á nó mới ghét cái phải lại đủ má mày làm dấu để mày ơi mày đi con cháu tao làm nhân hiếp hoài tao bắt đường lối nào bắt hộ nào đụng cái lớp mày ơi bắt hộ cái lớp đụng má mày được thù công đồng đài này đang đầy nọ mày nói không không dạ đụng má giết cha mẹ cho tưng đi thử coi đụng mẹ rồi không có cha không mẹ coi mà chơi lại ai mày ra đời mày chơi lại ai mà nó nọ này nó nọ
cái hộ tôi bây giờ là nếu mà hộ tôi bây giờ là bao nhiêu, mua ăn mua ở là mấy anh mua bao nhiêu vậy đó, rồi là tôi mới đi bán chậu kiển, rồi tôi mới là người đầu tao nó hỏi ra cái đầu tao mới hỏi hỏi bao nhiêu thì nó là 24 chủng tiên tế rồi lan thanh rồi hồi đó là nó sứ rồi nó ngóng chân không bán là cái nhiều cái loại cây độc hại, cây Nhật Bản, cây nào đó, cây Nhật Bản đó. Chúng người Nhật Bản nó mua mấy mày người Việt Nam mày ngu quá mày sống với lại mới đụng quá mày ai mày ưa bọn mày là bọn nào tao không hiểu bọn nào đụng quá mày mày đã banh như con cặc người ta mà dạy cái này chạy cái nọ gì dưới sải gì mày ngồi dưới tàu lao dưới đụng quá mày cho mừng hơn trong tôi khi dễ được rồi mà bắn thuốc thử khi dễ nữa đặt bỏ 30 băng đụng cặc chân nó làm vô có đi đụng quá đá bên kia không cua mày chung mày đá chết mẹ mày luôn nữa nó bành lại tao hả. Đó, thêm dư rồi dẫn thằng dư dẫn dắt mới đâu thì đây ăn hết chân đất vườn thôi thì nghỉ qua tấm tô ăn của nó bánh nó bé khổ hồn gì tấm tô hơn này ăn mặt đầu qua có không nhà cắm xe xuống bò là đi đua gà gà thăm xả chú có xì bo má cháy rồi nữa chú ngày xưa có xì bo không biết chạy không đó là đi chơi hay là đi làm ăn đâu đi chơi đồ á đi chơi á thì á là chạy á là novo ha xưa có novo ha làm gũ đại diện 8 thằng có đi đua xe rồi không có accident Malaysia là đó chú có đi đua xe bây giờ là Singapore thằng này thằng Việt Nam thằng này thằng Lào thằng này nó dở nhất ha thì tôi là thằng này đó 1 2 3 thì đó rồi mấy đầu sao từ từ vậy đó nào giỏi chưa rồi cái thằng này á là đâu phải thằng này cứ vợ rồi thì tới thằng này cũng phải chứ tại sao mà tới thằng này kì vậy là sao kìa thì bây giờ thằng này cứ vợ rồi bây giờ tới thằng này thì cũng phải rồi chứ tại sao mà thằng này á là cứ vợ trước phải không thằng này cứ vợ trước đầu tiên này dở hay sao thằng này bỏ thằng này cũng bỏ luôn như vậy thì đâu có cái gì mà lu bu nữa mà mồi mè cụ chè thịt thà nữa 7 với 7 14 1 tỷ 400 triệu đồng Dương Đại Ngô đó ông bầu là con trâu đó trâu đen đó đất đen người đen trâu đen đất đen đó hồi xưa đó là nó kêu chăn trâu hai con trâu chơi thôi chăn 3 ngày chú có đi chăn không thì tôi đã dắt ra vào hà mãi chăn 3 bữa dùm cho nó đó nó anh em không mà không cán gì nó chơi thì thôi khổ công là khổ công chú Thảo ở ngoài là bị sao mà nhốt ở ngoài vậy à, tôi cái chuyện này là của ông Tám Gắm tôi đâu biết với bà Lê Thị Nhung tôi bình được chứ là hồi xưa đó là tôi phe này là tôi phe ông Hai Ngà thì các anh ấy xã anh không nên thinh hoài thôi công ăn chuyện bằng gì thì mới biết được đó là, như là tập luyện ở chỗ nào đá banh với đội nào hoặc là đi quấn cá biển rồi chết cấp ở chỗ nào rồi chết thì nghỉ vậy là chú Thảo hồi xưa không có đi biển không đi tới đâu rồi mới về thì tôi cũng mướt là chết hay là dục tôi ra ngoài biển cho chết xác cho cá mắm nó ăn lại rồi mình nghĩ cá biển phải rồi lính biển cá biển đó bây giờ là bên đó là nó chết rồi nó băng bì đó là bên ông Bảy Nỉ nó chết 2 mạng mà bên mày chưa có chết mạng nào 7 với 7 14 đó anh coi kiểm tra lại có chết theo được bao nhiêu được rồi đó đó chú Út nói giống như đi lính quá chú đi lính đi bộ đội là tùy theo chuyện đi bộ đội là có chuyện này là trong một cái bây giờ là cuối rồi tàn nguội rồi mua ăn mua chơi mua chức quan quyền rồi mới có cháo lao phơi pháo 20 triệu đứa nào có tiền thì mua.